Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ như khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa trong đôi.
toàn thể các bạn. Chúng em xin được chào mừng các thầy cô giáo và các bạn đến với buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm về lại trường xưa do các học sinh trường phổ thông cơ sở Sơn Đông niên khóa 1983-1992 tổ chức. Sau đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do các cựu học sinh chuẩn bị. Chúng em xin được dành những giai điệu đẹp nhất về quê hương, về thầy cô và tuổi học trò để bày tỏ lòng yêu quý, trân trọng của mình với các thầy cô và các bạn. Mở đầu chương trình là một bài ca ngợi ca tôn vinh các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng trên dòng sông tri thức, với con đò thời gian, với con đò năm tháng, với con đò trí tuệ, với con đò tình thương, với lòng yêu nghề, mến trẻ và tâm hồn cao đẹp đầy ước mơ. Bài hát Ước mơ xinh, ước mơ xanh sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang sẽ được thể hiện qua giọng ca của nữ ca sĩ Mai Hoa. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Để cùng dành tặng tới toàn thể quý thầy cô với một món quà âm nhạc tiếp theo có tựa đề Mong ước kỷ niệm xưa.
còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ai sẽ còn nhớ mãi tình thầy cô. Bạn bè mến thương sẽ còn nhớ những lúc dần dần. Để rồi mãi chia xa, lòng chưa dần niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tin nhắn hẹn hò. Thời gian do đêm mơ, xin hãy nhường chỗ. Dù vẫn mãi biết đi khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vẫn muốn còn giọng nói. Từ của bài hát như muốn nói hộ nỗi lòng của chúng ta lúc này. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Và có lẽ còn động mãi trong ký ức tuổi học trò của chúng ta là màu phượng đỏ, tiếng ve ngân trên góc sân trường mỗi độ hè sang. Em thấy không, tất cả đã xa rồi. Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ,
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế, hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay, tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước. Có lẽ con ve tiên tri báo trước, có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu. Những cảm xúc trong trẻo đó của tuổi mới lớn đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng tìm thấy trong ý thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân để sáng tác nên ca khúc Phượng Hồng, một ca khúc rất quen thuộc với mọi thế hệ học trò. Và ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng nổi tiếng sẽ đến với chúng ta qua giọng hát của anh Lê Hồng Khoa, một cựu học sinh rất đa tài của khóa ta. Xin trân trọng kính mời anh Lê Hồng Khoa lên sân khấu để chào các thầy cô và các bạn. Kính thưa các thầy cô, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn thân mến, lâu lắm rồi chúng em mới được thể hiện cái ước muốn của mình để đền đáp công ơn của thầy cô đã dìu dắt chúng em. Và sau đây em không biết nói gì hơn thì kính chúc thầy cô mãi mạnh khỏe, chúc các bạn của chúng mình mãi là một mái nhà thân yêu. Xin cảm ơn. Em xin gửi đến các thầy cô và các bạn một ca khúc Phượng Hồng, một ca khúc tuổi học trò chúng em. Giò xe chợ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cần là tuổi tôi mới ta, thua chẳng ai thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi là cơn mưa trắng răng ngoài cuối hân lỡ, là áo ai bay chẳng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Nỗi nhớ trên cây và mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mỗi tình đầu của tôi như cây đàn buông phép ra tôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một ngã tư đừng làm thơ. Chiếc gió xe chợ đầy hoa phượng, em chưa mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cần là tuổi tôi mới ta, của chẳng ai
lặng mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa hân lơ là áo ai bay trắng cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vờ dương giờ chơi mang đến lại mang về mùa sau biết có còn gặp lại ngày nay trường áo lụa ta thu bay mỗi hình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu nên có một dáng thơ lòng yêu em chờ mùa đi qua còn tôi đứng lại nắng gần trường một hàng tóc đầu xa em chờ mùa đi qua còn tôi đứng lại nắng gần đường một vạt tóc nào xa. Xin trân trọng cảm ơn anh Lê Hồng Khoa. Anh đã làm cho ca khúc Phượng Hồng hay một cách rất là bất ngờ. Có lẽ đây là một bản cover ca khúc Phượng Hồng xuất sắc nhất mà tôi từng được nghe. Không biết là cái nguồn cảm hứng nào đã làm cho anh thăng hoa đến thế khi mà thể hiện ca khúc này. Tôi còn nhớ là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúc hay khổ đau thì cuộc tình đó cũng là một phần máu thịt của mình rồi. Phải chăng là anh Lê Hồng Khoa đã có một hoặc là một cơn số mối tình gửi lại nơi này ạ? Còn tôi thì xin chia sẻ rất là thật lòng với cả các thầy cô và các bạn. Hôm nay là có cả mẹ tôi ngồi đây nữa, là suốt cả thời cắp sách đến trường là không có lấy nổi một mối tình vắt vai. Toàn bộ tình yêu tuổi thơ của tôi là đều gửi vào dòng sông Lô quê hương yêu dấu. Và hôm nay trong không khí rất là xúc động và thân mật đầm ấm của buổi gặp mặt này, em xin được hát tặng các thầy cô và các bạn bài hát Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Cho tôi xin biết ạ. Vẫn như của anh, vẫn còn đó
cũng có một dòng sông riêng mình. Tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tan mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đợi tình yêu nước non quê nhà. Chúng em được bồi hồi nhớ lại bao kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường với thầy cô bè bạn, bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa. Sau đây chúng em xin trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn lắng nghe ca khúc Tình Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua sự thể hiện của song ca Mai Hoa và Nam Thành. Vâng, kính thưa tất cả quý thầy cô, tất cả quý anh chị thân mến, một ngày vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa. Và xin được chúc cho tất cả các thầy cô cùng tất cả các quý thành viên của lớp trường chúng ta có một buổi gặp mặt thật ý nghĩa. Xin được chúc rất nhiều ạ. Chưa kịp ghi đã ướt nhẹ, nhanh hoa thắm chưa kịp trao tay phôi.
hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương chúng ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thôi đưa. Nghe trong khuôn con tim bồi hồi tìm bước ngày xưa mơ giờ còn đâu nữa. Ai quên ai giận hờn buồn tên phương rơi khi xa cho người không tới. Chỗ biên em miên man bồi hồi nhặt lá vàng rơi khi xưa một mối tình ngờ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một cái cảm xúc đặc biệt mà em được tham gia trong buổi gặp mặt ngày hôm nay đó là hình ảnh của các thầy cô. Và một buổi tri ân như thế này thì không thể thiếu được tất cả các thành viên của các anh chị học sinh của 30 năm trước. Thì ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời và vô cùng cảm xúc. Ở đây cùng tiếp nối chương trình trong phần biểu diễn nghệ thuật thì cho phép Nam Thành xin được lắng lại mong muốn dành tặng cho tất cả quý thầy cô và quý anh chị một bản nhạc đặc điểm là liên quan tới môi trường của chúng ta. Và ca khúc do cố nhạc sĩ Thắng Khương với ca khúc Con Đường Đến Trường xin được gửi tới tất cả quý vị. Dưới chân tôi ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi được về trường ôi sao lạ quá. Một chiều đi trên con đường này những kỷ niệm chợt sống trong tôi để lại trong tôi ngôi trường này còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Sống dưới mái trường này nhớ
trong cuộc đời. Nhớ dê đã hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi ngày đến trường. Vâng ạ, tất cả quý anh chị chúng ta cùng bài hát này hãy cùng hát vang với năm tay đứng không ạ? Xin mời. Một chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá. Một chiều đi trên con đường này, những kỷ niệm chợt sống trong tôi, để lại trong tôi ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Bạn bè sống dưới mái trường này, nhớ tiếng nói thầy cô chăm cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ những mùa thu qua là một lần in dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi ngày đến trường. Nhớ bạn bè giữa những miền xa, nhớ những ngày nơi đây cùng bạn bè trên những miền xa, nhớ những ngày nơi đây cùng bạn bè trên những miền xa, nhớ những ngày nơi đây cùng bạn bè trên những miền xa. Vui văn nghệ của chúng ta sẽ còn được tiếp tục ở các phần sau. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ban tổ chức lên làm việc và bắt đầu buổi lễ tri ân thầy cô. Chúng em xin kính chào các thầy các cô ạ. Em là Lê Thị Thu Trang. Bạn đứng bên cạnh em này là Nguyễn Văn Thu. Hôm nay chúng em sẽ cùng nhau dẫn chương trình lễ tri ân thầy cô ạ. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến. Lời đầu tiên cho xin phép, em xin phép thay mặt ban liên lạc hội khóa nồng nhiệt chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đã về tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của cựu học sinh trường phổ thông cơ sở Sơn Đông niên khóa 1983-1992. Kính chúc quý thầy cô và các bạn mạnh khỏe. Chúc toàn thể chúng ta một ngày vui. Gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Bạn thân mến, thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bè bạn như vừa hôm qua. 30 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Thu này ta hẹn gặp nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu nhớ về. Vậy là đã 30 năm trôi qua, kể từ ngày chúng ta tạm biệt mái trường phổ thông cơ sở Sơn Đông thân yêu, để tiếp bước những chặng đường đời, rồi mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng, với bộn bề lo toan thường nhật. Để rồi chưa có một lần được trở lại mái trường xưa, gặp lại thầy cô và bạn bè một thời gắn bó. Nhưng hôm nay, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư hàng ngày, chúng ta đã về đây để sum vầy đoàn tụ. Ta lại được bên nhau dưới mái trường xưa, trong vòng tay của thầy cô và bè bạn, ấm áp mến thương như thuở nào. Kính thưa quý thầy cô, mong mỏi khát khao một ngày trở về, để được quay ngược bánh xe, trở về với thời gian, trở về với thủa hoa nắng sân trường, nên bao con tim của chúng em ngày ấy cùng nhịp đập, lại náo nức xôn xao cùng hướng về nhau, hướng về ngày hội ngộ. Từ một ý tưởng, từ một sự quyết tâm, từ sự đồng thuận, đoàn kết, từ sự nỗ lực của tất cả, chúng em đã kết nối thân tình bạn bè sau một chặng đường dài xa cách, chung tay nỗ lực cùng tổ chức ngày gặp mặt. Một ngày mà dấu ấn của nó chắc sẽ ghi sâu mãi mãi trong tâm khảm mỗi chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, hôm nay là một ngày không thể nào quên với tất cả chúng em, những người đã có mặt tại đây để cùng nhớ về một thời đẹp nhất của cuộc đời mình, thời học sinh, tuổi hoa niên,
thời hoa đỏ trong sáng ngây thơ. Kính thưa thầy cô, chúng em có được những kỷ niệm đẹp của ngày xưa ấy và những thành công của ngày hôm nay chính là nhờ tình yêu thương, sự quan tâm dạy bảo và bàn tay dìu dắt từng ngày của thầy cô. Sau 30 năm tạm biệt mái trường, xa các thầy cô, chúng em đã trở về đây rồi ạ. Dù đường đời muôn lối, dù mái tóc cũng đã phai bạc bởi sương gió cuộc đời, nhưng chúng em vẫn chỉ là những trò nhỏ của các thầy các cô như thuở nào, vẫn nhớ mãi hình bóng và những lời dặn dò sâu sắc của thầy cô. Hôm nay, chúng em vô cùng xúc động và vui mừng được gặp lại các thầy cô, những người đã dạy bảo và dìu dắt chúng em trong suốt chặng đường tuổi thơ từ lớp 1 đến lớp 9 dưới mái trường phổ thông cơ sở Sơn Đông thân yêu. Trong cảm xúc dâng tràn của ngày gặp lại, lời mà chúng em muốn nói nhất lúc này là lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ đáy lòng mình và lời cầu chúc cho các thầy cô luôn khỏe mạnh, an vui. Chúng em cũng xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô trong ban giám hiệu của trường tiểu học Sơn Đông đã tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ nhiệt tình cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt này. Đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 1983-1992 hôm nay, chúng em rất vui mừng được đón tiếp và được gặp lại. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Nghi, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 của chúng em. Xin mời cô đứng lên ạ. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Sợi, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 2 của chúng em. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Bích Cầm, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 3 của chúng em. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Lê, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 3 của chúng em. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Hoàng Thị Tranh, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 của chúng em. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Bạch, cô giáo dạy môn toán lớp 6 của chúng em. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Hoàng Thị Hoa Sơn, cô giáo dạy môn sinh đã gắn bó với chúng em suốt 4 năm từ lớp 6 đến lớp 9. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Oai, cô giáo dạy môn địa lý gắn bó với chúng em năm lớp 6 và lớp 7. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Luyện, cô giáo dạy môn văn và chủ nhiệm chúng em ở năm học lớp 7 và lớp 8. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Đặng Thị Hiền, cô giáo dạy môn văn của chúng em ở năm lớp 9. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Cao Thị Bình, cô giáo dạy môn địa lớp 8, lớp 9 và là tổng phụ trách đội của chúng em. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Vũ Thị Nguyệt, cô giáo dạy môn thể dục cho chúng em năm lớp 8 và lớp 9. Và xin trân trọng giới thiệu cô giáo Khổng Ngọc Hoa, cô giáo dạy môn thể dục của chúng em ở năm học lớp 8. Qua sông ngoảnh lại thương đỏ, xa thầy nỗi nhớ của trò nao nao. Chúng em rất vui mừng được chào đón và gặp lại những người thầy đáng kính của chúng em. Thầy giáo Trần Bá Tuyến, người thầy đã đồng hành cùng chúng em trong suốt cả một chặng đường dài từ lớp 7, lớp 8, lớp 9. Môn toán của thầy là môn khó nhất, nhưng thầy lại là người mà chúng em gắn bó và yêu quý nhất ạ. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Đặng Quang Dự, thầy giáo dạy môn vật lý, kỹ thuật, thể dục và phụ trách đoàn đội cho chúng em ở lớp 8, lớp 9. Hồi chúng em được học thầy thì thầy còn đang rất trẻ, rất đa tài. Và phương châm của thầy là không có gì làm khó được thầy, chỉ có môn vật lý của thầy là làm khó các em ạ. Điều đặc biệt vinh dự và xúc động là hôm nay chúng em được chào đón và gặp lại hai người thầy kính yêu, nguyên là hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Sơn Đông, thầy giáo Nguyễn Khắc Thích, thầy giáo Trần Văn Tự cùng các nhà giáo đã có nhiều năm cống hiến cho giáo dục, có công dìu dắt nhiều thế hệ học trò xã Sơn Đông trưởng thành, làm nên lịch sử phát triển của trường phổ thông cơ sở Sơn Đông. Đó là cô giáo Đặng Thị Trưng, cô giáo Nguyễn Thị Thường, cô giáo Nguyễn Thị Phú, cô giáo Trần Thị Lại, cô giáo Tạ Thị Thủy, cô giáo Lê Thị Hoa,
cô giáo Nguyễn Thị Núi, cô giáo Đặng Thị Hòa, cô giáo Lê Thị Kim Thu, cô giáo Hoàng Thị Hải ạ. Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, chúng em rất tiếc là không được đón cô giáo Nguyễn Thị Đáp, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 5 của chúng em, và cô giáo Nguyễn Thị Oanh, cô giáo dạy bộ môn văn chủ nhiệm chúng em năm lớp 6. Các cô đã rất xúc động khi chúng em đến tận nhà để trân trọng mời quý thầy cô đến dự lễ tri ân. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe cho nên hai cô đã không đến được với chúng em ngày hôm nay. Riêng cô giáo An thì có nhận lời với chúng em, tuy nhiên rằng cô báo là cô đến trễ một chút. Đến dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, chúng em cũng rất vui mừng được chào đón các thầy cô giáo trong ban giám hiệu trường tiểu học Sơn Đông hiện nay. Đó là thầy giáo Nguyễn Hắc Hải, hiệu trưởng nhà trường ạ. Và điều đặc biệt hơn cả là các cô cậu học trò năm xưa của niên khóa 1983-1992 đã tề tựu đông vui trong ngày hội khóa hôm nay với những tình cảm vẻ bản thân thương nhất. Chúng ta hãy cùng nổ những tràng pháo tay giòn giã hơn nữa để cùng chào đón tất cả mọi người. Chúc các thầy cô và các bạn có một buổi gặp mặt thật đầm ấm, vui tươi và đáng nhớ. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, 30 năm qua chúng em đã trưởng thành, hiện đang sinh sống và công tác ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Có những bạn giờ đây đang tiếp bước thầy cô trong sự nghiệp chồng người. Có các bạn đang làm công nhân, làm kỹ sư, làm kế toán, làm bộ đội. Có những bạn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh hay hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nhìn chung, chúng em đều có cuộc sống ổn định, các bạn rất thành đạt trong sự nghiệp. Dù đi đâu, làm gì, ở đâu, mỗi chúng em luôn trân trọng ghi nhớ bài học, ghi nhớ những tình cảm ân đậm, sâu tình của thầy cô. Tất cả chúng em đều khắc ghi trong lòng bao nhiêu tâm huyết giáo dục của thầy cô và luôn gắng lao động để có cuộc sống chân chính, tử tế, để cống hiến hết mình cho quê hương và đất nước. Chúng em có được sự trưởng thành vững vàng như ngày hôm nay chính là nhờ vào công lao dạy dỗ, dạy bảo nên người của quý thầy cô. Thầy cô đã dìu dắt chúng em bước trên con đường học tập và phấn đấu để từ ngôi trường phổ thông cơ sở Sơn Đông này, chúng em trở nên mạnh mẽ, tự tin bước vào cuộc đời với sự tự hào rằng ngôi trường đã hun đúc cho chúng em nên người, tự hào rằng chúng em đã được là học trò của thầy cô. Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Các thầy cô luôn là những nhà sư phạm mẫu mực đã dạy cho chúng em biết làm người, dạy em kiến thức cuộc đời, dạy em vì hạnh phúc của mọi người. Những lời giảng của các thầy cô như ngàn sao lấp lánh, vẫn từng ngày soi bước, soi sáng tâm trí chúng em trên mỗi nẻo đường đời. Con đường hình thành và phát triển nhân cách hiệu quả nhất cho học sinh chính là dùng nhân cách để giáo dục nhân cách. Mỗi thầy cô giáo của ngôi trường phổ thông cơ sở Sơn Đông mà chúng em được học chính là những tấm gương về tâm hồn trong sáng đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, tấm lòng vị tha yêu thương nhân hậu, tinh thần lạc quan yêu đời và bản lĩnh nghị lực vượt khó khăn. Những giá trị tinh thần ấy đã được các thầy cô thắp sáng thành ngọn lửa và trao truyền cho biết bao thế hệ học trò chúng em. Thầy cô là ánh lửa hồng, truyền nhiệt huyết, dẫn lối chúng em đi. Cũng là ngọn hải đăng soi lối chúng em về. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Kính thưa quý thầy cô, trong số những người thầy, những người cô mà chúng em vô cùng kính mến và biết ơn ấy, có những thầy giáo, có những cô giáo đã vĩnh viễn ra đi mà giờ đấy chúng em chẳng thể nào gặp lại. Trong ngày hội ngộ này, chúng em xin dâng một nén tâm hương trước anh linh thầy giáo Trần Quang Quảng, thầy giáo Phan Trọng Điểm, thầy giáo Lê Ngọc Bảo, cô giáo Hoàng Thị Sơn, cô giáo Nguyễn Thị Quy, cô giáo Nguyễn Thị Tý, như một lời tri ân và một lời niềm thương thức. Kính thưa quý thầy cô, chiều hôm qua, ngày 2 tháng 9, nhóm chúng em đã đến nhà và thắp hương cho quý thầy cô đã mất. Chúng em đến và được gặp lại người thân trong gia đình, chúng em rất xúc động. Thầy, người thân của quý thầy cô cũng rất xúc động. Chúng em chào nước mắt, người thân của quý thầy cô cũng chào nước mắt. Tình cảm thật là thiết tha, gắn bó. Cảm ơn quý thầy cô rất là nhiều. Chúng em không biết nói gì hơn. Một lần nữa, chúng em xin được chân thành cảm ơn quý thầy cô đã dành tình cảm cho chúng em.
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, chúng em may mắn được cha mẹ sinh thành, lại được các thầy cô giống như người cha người mẹ thứ hai dạy dỗ nên người. Chúng em xin được một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thầy các cô, những người đã vất vả nhiều vì chúng em, đã dành trọn cho chúng em những điều tốt đẹp nhất, như những người lái đò thầm lặng, như dòng sông trở nàng phù sa, như bài ca không lời để suốt đời bên trang giáo án. Nhưng có lẽ bao nhiêu lời tri ân cũng là chưa đủ với công lao trời biển của các thầy cô. Chúng em xin nhờ những ca từ sâu lắng và giai điệu trìu mến thiết tha của bài hát Người Thầy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, nói hộ tâm tình với thầy cô. Và cho tôi xin biết bài Người Thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, có lẽ lời bài hát đã nhắc nhớ mỗi chúng ta, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, dù đã qua ba mùa lá rơi, nhưng ta có thể nào quên được những ngày đầu tiên đi học đầy bỡ ngỡ, khi còn là những đứa trẻ 6-7 tuổi, tóc cháy nắng, chân đất chạy trên đường làng, mặt mũi áo quần lem nhem những mực và bụi cát. Chúng ta của ngày ấy chỉ biết đùa nghịch và hơi tí là khóc nhè rồi thưa cô, mà chẳng có con chữ nào trong đầu. Đội hình chích bông, chích chòe, sáo sổ đó đã được các cô giáo đón vào lớp 1, rồi lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 của bậc tiểu học. Các cô đã nâng niu và yêu thương những tâm hồn non nớt ngây thơ của những đứa trò nhỏ thôn quê, với tấm lòng nhân hậu bao dung, với bàn tay chở che ấm áp, chăm chút ân cần. Chúng em làm sao có thể quên người đã cầm tay chúng em dạy viết từng nét chữ, người dẫn lối chúng em mở cánh cửa tri thức đầu đời. Cô ơi, bông hồng trên ngực trái cả một đời sẽ thắm mãi với yêu thương. Ngày hôm nay, chúng em xin được gửi lời tri ân đến các cô giáo dạy tiểu học, những người mẹ ở trường của chúng em mà chúng em mãi kính yêu, mãi ghi khắc công ơn. Đã bao nhiêu năm qua giữa dòng đời xuôi ngược, bươn trải mưu sinh, những em bé thơ ngày nào từng được các cô chăm chút yêu thương, nay mới trở lại thăm các cô để bày tỏ với cô một lời tri ân chân thành sau gần 40 năm qua sông cập bến trên con đò tri thức năm xưa. Thêm một lời xin lỗi nữa cô ơi, khi tất bật lo việc đời xuôi ngược, cây có cội, sông có đầu nguồn nước, bao năm qua hẹn ước vẫn chưa về. Chúng em lại muốn được một lần nữa lắng nghe giọng nói ấm áp của cô chia sẻ dặn dò. Chúng em xin được trân trọng kính mời cô giáo Cao Thị Bình, đại diện cho các cô giáo kính yêu của chúng em, lên có đôi lời chia sẻ cùng với chúng em. Chúng em xin trân trọng kính mời cô giáo Cao Thị Bình. Của trường Trung học cơ sở Sơn Đông. Kính thưa các em học sinh thân mến, hôm nay lớp học sinh khóa 1983-1992 rất là long trọng tổ chức cái lễ tri ân các thầy các cô mà nguyên là giáo viên của trường Trung học cơ sở Sơn Đông ở trong cái thời kỳ các em học từ lớp 1 cho đến lớp 9 ở cái ngôi trường này. Đến đứng trước ngôi trường mà các em học từ ngày xưa, chúng tôi và các em vô cùng là xúc động và ngỡ ngàng. Một ngôi trường xưa các em ở đây thì nó vất vả, nó thiếu thốn như thế nào, và cái ngôi trường ngày nay nó khang trang đầy đủ như thế nào. Và tất cả những cái thành tựu đến bây giờ là có sự đóng góp rất lớn của các thầy cô giáo, nguyên là giáo viên của trường các cơ sở Sơn Đông, và đặc biệt là cái sự đóng góp của các em là thế hệ học sinh ở trong cái thời kỳ mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa như bây giờ. Kính thưa các thầy, các cô và thưa toàn thể các em học sinh thân mến, sau 30 năm trời xa cách môi trường này, hôm nay các thầy, các cô được các em mời về dự ở đây và có sự góp mặt đông đủ của cái lớp học sinh mà ở trong khóa 1983-1992 tụ họp đủ đầy trong ngày hội vui mà các em tựu trường ở ngôi trường này. Chúng tôi sống lại với những kỷ niệm xưa, được gặp lại các thầy cô giáo hiện nay đang còn lại là giáo viên nghỉ hưu ở xã Sơn Đông, và rất may được gặp lại các thầy cô giáo đã ở ngôi trường này, tạm biệt ngôi trường này để đi đến công tác ở các ngôi trường khác. Hôm nay lại được gặp mặt, chúng tôi cũng thấy rất là bùi ngùi xúc động nhìn lại với các em học sinh thân yêu. Cũng thú thật với các em, chúng tôi là những người chở đò qua sông. Thế nên các em cũng thông cảm và tha thứ cho các thầy các cô. Một là tuổi đã cao, hai là cũng là cái người chở đò mà chở rất nhiều chuyến đò đầy qua các sông ở cái ngôi trường này. Nên có những em chúng tôi còn nhớ lại tên, nhưng có những em chúng tôi cũng lâu không gặp mặt, cũng không nhớ được nữa. Bây giờ các em đã trưởng thành, có nhiều em đã thành đạt, làm cán bộ giáo dục, làm cán bộ ở các ngành nghề khác nhau. Có những em
tham gia làm công nhân công ty, có những em tham gia sản xuất ở địa phương. Dù rằng ở một môi trường công tác nào, các em vẫn phát huy được cái vai trò truyền thống của một xã anh hùng, tức là xã Sơn Đông. Dù thành đạt ở trên mọi miền của Tổ quốc, dù là ở lại môi trường công tác ở quê nhà, nhưng các em vẫn có một tấm lòng đau đáu nhớ về các thầy, các cô, nhớ về kỷ niệm xưa. Hôm nay đứng trước các thầy, các cô, được các em trân trọng giới thiệu để phát biểu lễ tri ân của các em trong buổi hôm nay, được gặp các em, chúng tôi vô cùng xúc động. Thay mặt cho các thầy, các cô, là nguyên là giáo viên của trường Trung học cơ sở Sơn Đông, xin kính chúc các thầy, các cô lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho các em học sinh thân yêu luôn mạnh khỏe, thành đạt trong mọi lĩnh vực công tác. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho các thầy, các cô, chúng tôi có một cái lẵng hoa tươi thắm đến chúc mừng ngày hội gặp mặt của các em ngày hôm nay. Xin mời đại diện của lớp lên nhận cái lẵng hoa này. Xin kính mời. Sinh. Vì thời gian có hạn nên cũng thay mặt cho các thầy các cô xin phép lời chúc với các thầy các cô và các em một lời chúc sức khỏe. Và thay cho cái lời để tâm sự với các em, tôi xin thể hiện một cái ca khúc, đó là bài hát bài ca sư phạm. Thưa các thầy các cô và các em, năm nay cũng là 65 tuổi đời. Và thế nên là cái lời nói cũng như là giọng hát chắc chắn là các em cũng phải thật là sự thông cảm. Nên là chưa thật chuẩn bị cho nó kỹ càng. Thế nên là tôi xin hát, và nếu như có gãy ở chỗ nào cũng rất là mong được các thầy, các cô và các em hoàn toàn thông cảm và tha thứ. Chiều mô tiếng đi tờ
mới dám mang sông là đoàn sao biển ra đi về phương phương xa xôi đi theo tiếng non sông đang gọi ta. Trân trọng cảm ơn tấm lòng của các thầy các cô. Cô giáo Cao Thị Bình là một trong những cô giáo mà chúng em ngưỡng mộ nhất đấy ạ. Bởi cô rất là đa tài, và khi mà dạy chúng em thì chúng em đều thích học cô Bình ạ. Và ngày hôm nay quả thật là các thầy cô đã đem đến cho chúng em những món quà tinh thần vô giá mà không bao giờ chúng em có thể tìm thấy ở bất kỳ một cái nơi nào khác hay một cái hoàn cảnh nào khác ạ. Một lần nữa, chúng em xin được trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm của các thầy, các cô đã dành chọn cho chúng em ạ. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, đi suốt cuộc đời không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Các thầy cô giáo, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em đã vất vả vì chúng em rất nhiều. Bước vào năm học, vào cấp 2, cũng là một chặng đường đầy khó khăn với tụi học trò nhỏ, ham ăn, ham chơi, lại có rất nhiều chuyển biến về tâm lý. Các thầy cô giáo dạy cấp 2 đã trao cho chúng em chiếc chìa khóa mở cánh cửa kho tàng tri thức mênh mông, đã dẫn dắt chúng em đến với những chân trời mới lạ, đã khơi nguồn sáng tạo, thắp sáng đam mê, khát khao với vùng ra biển lớn. Trong tâm hồn học trò của chúng em tuổi, chúng em là những cậu học trò còn thiếu sự biết ơn. Chúng em còn vô cùng biết ơn sự thấu hiểu bao dung của các thầy cô với những đứa học trò đang tuổi mới lớn, lúc mơ mộng vẩn vơ với mây hồng mực tím, lúc lại ẩm ương bướng bỉnh khó chịu, để cho những năm tháng học trò hồn nhiên dưới mái trường cấp 2 Sơn Đông ngày ấy của chúng em mãi đong đầy kỷ niệm, mãi là khoảng trời ký ức sáng trong, tinh khôi, đẹp đẽ, đáng nhớ nhất với mỗi chúng em. Chúng em cũng sẽ mãi không quên những tận tâm chỉ dạy, những kiên trì giáo dục, những hy sinh âm thầm, biết bao tháng ngày của các thầy cô để giúp cho chúng em từng bước trưởng thành và biết cách bước đi trên đôi chân của chính mình. Hôm nay được gặp lại quý thầy cô, chúng em không khỏi bồi hồi xúc động. Chúng em mong muốn được nghe lời nói gần gũi thân quen của người thầy đã gắn bó rất nhiều với chúng em. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Bá Tuyến, sẽ đại diện quý thầy cô dạy cấp 2 trường phổ thông cơ sở Sơn Đông có đôi lời chia sẻ cùng chúng em. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa kêu các nhà giáo, thưa các em là kêu học sinh trường phổ thông cơ sở Sơn Đông. Hôm nay tôi vô cùng phấn khởi
Tôi vô cùng phấn khởi và ngập tràn niềm vui hạnh phúc, cũng như tất cả các thầy cô có mặt tại đây, vì được các em học sinh Sơn Đông khóa 8392 mời về dự cuộc họp mặt đầy vô cùng ý nghĩa kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. 9 năm là thời gian rất ngắn ngủi của một đời người, nhưng 9 năm đầu đời, chinh phục tri thức thì không ít ỏi chút nào. 9 năm ấy đầy ắp những ký ức, những kỷ niệm của tuổi thiếu thời vơ vé. Các em đã cất những kỷ niệm ấy trên những con đường đầy cát từ nhà đến trường. Các em đã cất những kỷ niệm ấy trên mấy gốc gạo rực đỏ trước sân chùa. Các em đã cất những kỷ niệm ấy trên mấy bãi tắm của dòng lô nước xanh biêng biếc. Các em cất những kỷ niệm ấy trên những bài giảng của các thầy cô và trên những trang vở nét chữ chưa tròn. Rồi từ đó các em dần khôn lớn, để lại một tuổi thơ trong vắt trong mái trường phổ thông cơ sở Sơn Đông. Các em cứ thế học lên và bước vào đời. Chúng tôi biết hiện nay các em đều đã trưởng thành, có nhiều em đã là thầy cô giáo đang giảng dạy trên những ngôi trường danh giá của đất nước. Nhiều em đã là kỹ sư, là thạc sĩ, là tiến sĩ của rất nhiều ngành nghề. Và có rất nhiều em đang thành đạt trên chính quê hương của mình, đang sinh sống, đã được nhân dân yêu thương gửi chọn niềm tin trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tất cả các em hôm nay về đây gặp lại thầy cô xưa để tri ân mái trường là chiếc nôi đầu đời của mình. Chắc chắn các em cũng xe lòng vì có những thầy cô đã đi xa mãi mãi. Chúng tôi xin ghi nhận những tình cảm sâu sắc của các em, ghi nhận những việc làm đầy ý nghĩa mà hôm nay các em đã làm, và được coi đó là một sự thành công trong sự nghiệp chồng người của mình. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc tất cả các em học sinh khóa 8392 của trường phổ thông cơ sở Sơn Đông luôn thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Kính thưa quý thầy cô, chúng em không biết nói gì hơn, lời tâm sự của thầy cũng là lời động viên nhắc nhở chúng em phải cố gắng nhiều hơn nữa, bước đi trên con đường chúng em đang lựa chọn. Chúng em sẽ cố gắng để làm sao xứng đáng với ngôi trường thân yêu, xứng đáng với sự hy sinh, sự dạy dỗ của quý thầy cô. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn thầy Trần Bá Tuyến và quý thầy cô. Có ai về thăm lại bến sông xưa, con đò nhỏ trên dòng sông tri thức. Ở nơi ấy bên bến sông nghiêm mực, có người lái đò tận tụy tháng năm. Đôi mắt buồn tìm kiếm phía xa xăm, dù sông lớn xa tít bờ bến đợi, con đò nhỏ vẫn hướng chân trời mới, để khách trên thuyền cập bến ước mơ. Đất nước hôm nay phát triển từng giờ, cuộc sống bon chen bao nghề giàu có. Người lái đò không thấy mình nghèo khổ, vì trên thuyền giàu khát vọng yêu thương. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, có rất nhiều cảm xúc trào dâng trong ngày trở về, ngày gặp mặt hôm nay. Tất cả chúng em xin được bày tỏ tình cảm của mình bằng một tiết mục văn nghệ tập thể với bài hát Bụi Phấn. Xin mời tất cả các bạn thiếu sinh cùng lên sân khấu để hát tặng các thầy cô ạ. Và chúng ta cùng lên để cúi chào các thầy cô ạ. Ngày hôm nay xin phép quý thầy cô cho chúng em được thể hiện tấm lòng tình cảm chúng em bằng một tiết mục có thể là không đạt chuẩn nhưng mà đạt về tình nghĩa. Xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Tất cả chúng ta cùng lên sân khấu ạ để cúi chào các thầy cô và để cùng hát tặng các thầy cô bài hát Bụi Phấn ạ. Thank you.
rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên cô giáo. Thưa toàn thể các bạn, đã là chuyện ân nghĩa, nói sao cho đủ, cho thỏa tấm lòng. Bởi nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Nhưng chúng em vẫn muốn nói rằng, tri ân không nằm ở một khoảnh khắc, nhất định chẳng thể đo đếm bằng một phút giây. Tri ân là chuyện của tấm lòng, là tiếng nói tự sâu thẳm trong trái tim. Nó sẽ trường tồn cùng thời gian, cho nên ở bất cứ nơi nào, chúng em vẫn hướng về thầy cô với tất cả tấm lòng kính trọng và biết ơn. Chúng em xin được kính tặng các thầy, các cô những bông hoa tươi thắm nhất thay cho lời muốn nói với thầy cô. Chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy cô lên sân khấu ạ. Và xin mời tất cả các bạn lên sân khấu để tặng hoa, tặng quà cho các thầy, các cô ạ. Chìm vào những lo toan tính toán. Bạn lên để tặng hoa, tặng hoa cho thầy cô đi. Lợi danh chuyện bác các tình cảm. Xin mời các bạn ở trong ban liên lạc, bạn Hằng, bạn Trình Thế Hằng, bạn Nguyễn Hoàng Nam, bạn Lê Hồng Khoa, bạn Lê Phương Trang. Quý thầy cô đứng làm hai hàng giúp chúng em ạ. Rồi chúng ta đứng giãn ra hai bên cũng được ạ, để ghi hình cho dễ. Có những phần quà tri ân quý thầy cô. Hội cựu học sinh chúng em có chuẩn bị quà tặng làm kỷ niệm cho nhà trường là 5 chiếc ghế đá. Xin trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Hắc Hải, hiệu trưởng nhà trường lên đón nhận tình cảm của chúng em. Kính chúc các thầy cô giáo và các em học sinh của trường tiểu học Sơn Đông có một năm học mới thắng lợi. Chúc nhà trường ngày càng phát triển. Xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Hoàng Nam thay mặt cho hội cựu học sinh lên trao quà tặng cho nhà trường ạ. Xin mời bạn Nguyễn Hoàng Nam. Xin mời ông Nguyễn Hoàng Nam hiện nay đang là phó phòng giáo dục của huyện Lập Thạch lên trao quà kỷ niệm cho nhà trường và truyền cảm hứng cho nhà trường để các thầy cô trong nhà trường tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống này đến các thế hệ học trò mai sau ạ. Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Sơn Đông
Chúng em một lần nữa xin tri ân quý thầy cô và chúc cho nhà trường một năm học mới ngày càng phát triển. Kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, để kỷ niệm ngày hội ngộ đáng nhớ của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức hội khóa cũng đã chuẩn bị những phần quà kỷ niệm cho tất cả các bạn học sinh tham dự trong buổi ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng kính mời các bạn học sinh lên sân khấu để nhận phần quà từ ban tổ chức của chúng tôi. Mời ban liên lạc gồm các bạn Lê Hồng Khoa, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Thu, Trịnh Thị Thúy Hằng, Lê Kim Tịnh, Lê Thị Thu Trang lên trao quà cho tất cả các bạn. Xin trân trọng kính mời tất cả các bạn cựu học sinh chúng ta lên sân khấu để nhận phần quà kỷ niệm hội khóa của ban tổ chức ạ. Xin mời các bạn học sinh, chúng ta là những người bạn, chúng ta lên khẩn trương ạ. Xin mời các bạn học sinh nữ chúng ta đứng hàng dưới ạ. Các bạn học sinh nam chúng ta đứng hàng trên. Các bạn nam chúng ta đứng hàng trên, các bạn nữ đứng hàng dưới. Ông Nguyễn Tiến Hùng, ông Nguyễn Hoàng Nam, ông Lê Hồng Khoa, ông Nguyễn Văn Thu, bà Trịnh Thị Thúy Hằng, bà Lê Kim Tịnh lên trao quà cho tất cả các bạn của chúng ta. Một số bạn ở phía bên cánh gà bên trái thì tặng hoa, bên phải chúng ta tặng quà. Hôm nay về kỷ niệm 30 năm ngày chúng em xa mái trường, chúng em cũng có một chút quà xin trân trọng gửi đến quý thầy cô là ban giám hiệu của trường tiểu học Sơn Đông. Xin kính mời thầy Nguyễn Hắc Hải, hiệu trưởng nhà trường lên nhận phần quà từ tấm lòng của chúng em. Xin mời thầy. Lê Hồng Khoa thay mặt cho nhóm. Thưa quý thầy giáo, thưa toàn thể các bạn, được trở về quê hương, thăm lại mái trường xưa, được gặp lại quý thầy cô và bạn bè, thời gian gắn bó là niềm vui, là niềm hạnh phúc nhất đối với chúng em. Sau đây, bạn Thu Trang sẽ thay mặt cho các bạn cựu học sinh nói lên cảm xúc của chúng em trong ngày hội ngộ ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu bạn Thu Trang. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trong nắng thu hôm nay, ta lại nhớ về những mùa thu khai trường của mấy chục năm về trước. Khi xưa chúng em chập chững non nớt bước chân vào trường học, có thầy cô dìu dắt. Giờ đây khi mắt thầy mờ, chân cô chậm, có chúng em dìu bước thầy cô đến lễ tri ân. Bên cổng trường Sơn Đông hôm nay, thời gian như ngưng lại, làm những trái tim thổn thức và những ánh mắt cứ nhòe đi. Thầy cô ơi, bạn bè ơi, đã lâu quá rồi ta mới có một ngày để trở lại. Quay ngược bánh xe thời gian, trở về thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường. Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ, bao ký ức bỗng mùa về trong ta. Làng quê Sơn Đông ngày ấy, yên bình sau lũy tre làng, bên bờ sông Lô, dòng xanh trong mát. Và ngôi trường của chúng ta được đặt tại thôn Quan Tử, làng gốm, trung tâm của xã Sơn Đông, cũng là đất học có tiếng từ ngàn đời. Học trò Phú Hậu đi dọc đường bờ sông lên, học trò từ Đông Mật đi qua cổng Cái Sang, học trò từ trại đẽn Ba Cai qua cổng đè cổng chùa mà tầm sư học đạo. Cũng đã 30 năm xa trường kể từ năm 1992 là năm ta tốt nghiệp lớp 9 phổ thông cơ sở, và gần 40 năm kể từ khi ta chập chững bước chân vào lớp 1. Ký ức về ngôi trường phổ thông cơ sở Sơn Đông ngày ấy dường như cũng lãng đãng như gần như xa, lúc mờ lúc tỏ. Năm tháng trôi nhanh như giấc mơ dài, tiếng hát hoa niên xôn xao miền ký ức, dĩ vãng như cuốn phim quay chậm, khuôn mặt bạn bè yêu dấu tuổi thơ tôi. Có lẽ trong lúc này, các bạn cũng như tôi đang ngồi tưởng lại trong đầu những hình ảnh của một thời tuổi nhỏ đến trường. Nhớ con đường đi học hàng ngày thuở xưa, đất nâu mềm dưới chân trần, mát rượi bóng xe và lầy lội mỗi mùa mưa mùa nước ngập. Nhớ những cổng làng cổ kính rêu phong, trầm mặc uy nghi trải bao gió sương sông bão của hàng chục thế kỷ.
Mỗi sớm mỗi chiều vẫn đón bước chân và tiếng cười ríu rít của đám trẻ tung tăng cắp sách đến trường. Giờ trở lại thăm trường cũ, ta cứ nao nao trong không gian mới lạ. Nhìn sân trường phẳng đẹp rộng rãi, lại nhớ cái sân trường đất gồ ghề mọc đầy cỏ ngày xưa. Có gốc nhãn già ngay giữa sân trường làm chỗ trú nắng, chỗ nhảy dây, bắn bi, chơi khăng đánh đáo của chúng ta. Nhớ cây phượng già trước cửa lớp, lơ tơ hoa mỗi độ hè sang, dãy tre xanh bao bọc quanh trường, cái ao nhỏ cạn nước ngay cạnh nhà điều hành, có hàng xoan hoa tím rụng tơi bời vào cuối xuân. Mấy bụi mây bờ rào nhà ông khai cống, quả chất đắng chua chua, nhưng hôm nào giờ ra chơi bọn trẻ con cũng chạy ra hái chia nhau ăn. Cái đoạn bảy cây gạo bờ sông, đường xuống Phú Hậu vẫn khiến tôi nhớ nhất khi xa quê, mà ai đó nhắc mùa tháng 3 hoa gạo đỏ. Cả hai cây gạo cổng chùa An, cây nhãn lồng cổ thụ ngay cổng miếu làng gốm, cây lộc vừng trên đền Trần, cây đa dưới làng Phú Hậu. Cánh đồng đông lộng gió, mùa ngập nước trắng xóa mênh mông, thương những thân cỏ lặng lội. Tất cả vẫn còn đây, như quê hương, như mẹ hiền luôn dõi bước và ngóng đợi chúng ta trở về. Em có về thăm lại mái trường xưa, thăm lại chỗ trú mưa ngày đi học. Buổi tan trường ta đạp xe lóc cóc, dưới nắng hè trán lấm tấm mồ hôi. Anh có về trường khi tiết thu sang, để gặp lại bạn bè thủa ấy, để nhớ lại một thời áo trắng, nhớ những ngày gian khổ cùng nhau. Ta vẫn không quên những mùa ngập lụt, cả làng gốm, làng Đông Mật, Phú Hậu chìm nổi lênh đênh. Năm nào cô trò cũng phải cùng nhau dọn bùn đất lấp đầy lớp học sân trường trước khi bước vào năm học mới. Có những năm nước lớn ngập sâu, đến tháng 10 còn chưa thể nào khai giảng. Cái đoạn đường trũng nối từ gốm đến Đa Cai vẫn phải đi đò. Ngày ấy, cả cô cả trò đều nghèo, đều vất vả. Thầy cô thì vừa mải lo đến trường dạy học, vừa lo đồng áng ruộng vườn tảo tần sớm hôm. Học trò ngoài buổi học ở trường về thì phải giúp gia đình chăn trâu cắt cỏ, băm bèo thái chuối, làm lụng không thiếu việc gì. Cứ thế, thầy trò dìu dắt nhau đi qua những tháng ngày gian khó, để rồi hôm nay nhìn lại cả một chặng dài đã qua, ta vẫn cảm ơn những đồng chiều cuống dạ, gốc lúa bờ tre làng quê thủa ấy đã cho ta những hồn hậu chất phác, những chăm chỉ cần cù chịu thương chịu khó của con người Sơn Đông đáng quý biết bao. Tôi còn nhớ trong bản trường ca chìm nổi làng quê của nhà thơ thầy giáo Trần Khoái có những câu mà tôi rất tâm đắc, viết về chính Tôn Quan Tử, làng Sơn Đông, xã Sơn Đông của chúng ta. Cả làng quê ngập chìm trong nước nổi, nhưng chữ thánh hiền phải đặt ở trên cao. Và có một làng quê mà cả nước đều biết đến là làng tiến sĩ, làng Khoa Bảng. Có 12 vị tiến sĩ được ghi danh ở văn miếu Quốc Tử Giám. Đem theo niềm tự hào ấy, chúng em đã đi, chúng em đã cố gắng, chúng em đã trưởng thành. Và ngày hôm nay, khi chúng em trở về gặp lại các thầy cô, tấm lòng của các thầy cô vẫn làm chúng em ghi nhớ, biết ơn mãi, không bao giờ có thể quên được. Trở về thăm trường cũ, nhìn những dãy lớp học được xây mới khang trang, mà lòng lại nhớ những lớp học thời xưa điện chẳng có, cửa rất nhiều, rất rộng để lấy ánh sáng mặt trời, nhưng lại không có cánh cửa gì cả, nên trời mưa to hắt vào ướt hết. Và mùa đông thì cả thầy cả trò đều lạnh run, răng va nhau lập cập. Lớp học cạnh bờ sông hút gió, tôi vẫn nhớ cái mưa phùn gió bức rét căm căm tím tái của người, của những mùa đông xa xưa ấy. Bọn trẻ đã làm gì để cùng nhau đi qua những ngày đông tháng giá, mà hầu hết là con nhà nghèo không đủ áo ấm cơm no. Một đống lửa nhóm vội từ mấy cành lá khô nhặt quanh trường, mấy cái ống bơ nhét đầy vỏ trấu rẻ vụn vào đầu mẩu gỗ, khói mù khói mịt, cả bọn cùng xúm xít hơ tay cay xè cả mắt, thế mà cũng chẳng thể hề thấy sợ mùa đông. Rồi những khi mưa to, lớp nào cũng dột tứ tung, học trò vác vở chạy quanh mà bàn nào cũng ướt nhòe nhòe hết cả, bàn ghế vừa cũ vừa thiếu, lớp mấy chục đứa mà cũng chỉ có chỗ độ chục bộ bàn ghế kia làm hai dãy. Cả bọn ngồi chen nhau, có khi đang giữa giờ học mà gãy ghế bất ngờ, còn dọa trêu nhau là động đất. Chúng mày ạ,
Có khi cửa lớp học nhìn ra cũng chỉ có hàng rào cây gai xấu hổ và mấy bụi cây thầu dầu. Thế mà mấy đứa hay mộng mơ, cứ chống cằm lơ đãng nhìn ngắm thần thơ. Bài vở không lo chép đủ, chỉ mải mê chép thơ, chép bài hát vào sổ tay lưu bút. Dại khờ ơi, trang giấy trắng hôm nào, bài thơ chép truyền tay nhau khúc khích. Những hình vẽ của một thời tinh nghịch, mực cửu long ai thích bút hồng hà. Ôi, những lao sao hồn nhiên thuở ấy, như mới vừa hôm qua, mà lại như vang vọng từ mấy chục năm ký ức. Những bảng đen phấn trắng của một thời, tiếng trống trường vang vẳng xa xưa, sao cứ mãi gọi về trong ta cả một trời thương nhớ. Đã bao mùa nhìn phượng vĩ đơm hoa, đã bao năm rời xa trường lớp cũ, bạn bè xưa biết có còn đông đủ, thầy cô xưa biết ai mất ai còn. Ngày trở về mái trường xưa, những cô cậu học trò năm nào còn là những đứa trẻ chập chững, bước chân vào lớp vỡ lòng của ngôi trường phổ thông cơ sở Sơn Đông ngày ấy, nay cũng đã tuổi trung niên, nhiều bạn đã lên ông lên bà. Thầy cô năm xưa dạy mình, giờ cũng đã tuổi cao tóc bạc, nhiều thầy cô cũng đã tuổi 80, có những thầy cô đã đi xa mãi mãi. Thầy trò gặp lại nhau sau bao năm xa cách, mà dưng dưng xúc động không nói nên lời. Cảm ơn cuộc đời đã cho ta một ngày hội ngộ đặc biệt như thế này, để ta có thể trở về gặp lại thầy cô đã dạy bảo dìu dắt yêu thương mình từ tuổi nhỏ, gặp lại bạn bè từ một thời trung trường trung lớp gắn bó thân quen, gặp lại cả một bầu trời tuổi thơ êm đẹp. Dường như vẫn còn mãi bên ta bao kỷ niệm hồn nhiên vô tư của một thời nhất quỷ nhì, bao lời tha thiết của thầy cô, để rồi mỗi khi nhớ về quê hương Sơn Đông, nhớ về môi trường hằng mình học từ thuở còn thơ, nhớ về thầy cô và các bạn đồng trang lứa, thì tâm hồn chúng ta lại như được thắp sáng, được tinh khôi trở lại, như khung trời mở ra cao xanh, bắt đầu từ viên phấn trắng, ban mai ngập tràn hoa nắng. Chúng ta mãi thuộc về mảnh đất quê hương Sơn Đông này, và mái trường thầy cô bè bạn năm xưa trong ta vẫn mãi là một khoảng trời vĩnh viễn ướp hương hoa, một khoảng trời mênh mông vời vợi, mở bao la khao khát ước mơ xa, lớp lớp hàng cây vươn mình xòe lá, nâng niu những chồi xanh dần nảy biếc cành xòa, cây sâu sẽ âm thầm nhựa trăm chồi lá tỏa, lá sạc xào trao theo gió hát lời cây, tình cây và lá tựa tình thầy và trò nghĩa cả, mong hiến dâng đời những lứa quả ngọt lành. Khoảng trời cây lớn chồi xanh thành biểu tượng dồi dào mạch sống, thành bền bỉ niềm tin, thành chứa chan hy vọng, thành ấm áp tình thương, thành khao khát lên đường. Lớp lớp chồi xanh dày lá, cây lớn lên trên mọi nẻo quê hương. 30 năm xa về lại trường xưa, lòng tôi lại bâng khuâng câu hát hội ngộ rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mệt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diều kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em, ta càng thấy yêu em. Với riêng tôi, hai tiếng Sơn Đông chính là điều giản dị mà thiêng liêng ấy. Đó là quê hương tuổi thơ tôi, là nơi tình yêu bắt đầu, nơi tình yêu ở lại, nơi lòng tôi luôn hướng về đậm sâu tha thiết. Em xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe nỗi niềm cảm xúc tâm sự của em ạ. Cô giáo Trần Thị Lại, sau đây sẽ lên để đọc cho tất cả các thầy cô và các bạn nghe những bài thơ tâm huyết của mình ạ. Chúng em rất là mong chờ giọng đọc thơ của cô giáo Trần Thị Lại ạ. Xin trân trọng được kính mời cô ạ. Tổ chức kính thưa tất cả bậc học sinh của khóa 1
1992. Hôm nay các bậc học sinh của chúng ta đã tổ chức lại cái kỷ niệm 30 năm ngày thì xin lời đầu tiên là chúc tất cả các thầy cô giáo, tất cả các bậc học sinh có một sức khỏe tràn đầy hạnh phúc. Sau đây là bài thơ là từ năm 1971, tôi mới được về Sơn Đông cách đây 53 năm. Tôi xin đọc và một bài thơ sau nữa. Kỷ niệm không quên 1971, 1972. Tôi được về Sơn Đông dạy học, nơi quê hương ngàn năm văn vật. Tôi đi giữa đồng xanh lúa biếc, lòng lâng lâng vẫy gió mùa thu. Tôi lại gặp đàn em quàng khăn đỏ, sớm sớm tung tăng vui bước tới trường. Ôi các em hiện thân của hạnh phúc, trái tim tôi trăm mến ngàn thương. Con sông Lô trở phù sa màu mỡ, xanh biếc đôi bờ ngô chuối bao la. Làn sóng đầu xưa dìm tàu tiếng Pháp, lại nhắn chìm thần sấm con ma. Sơn Đông ơi dù qua mùa nước lũ, lúa lại xanh đồng óng ả tóc xuân. Ơi cô giáo viên nhanh tay cào cỏ, tin chiến thắng về cô rộn bước chân. Con đường chạy trên đồng chiêm thẳng tắp, nối ba thôn xích lại thêm gần. Ôi vui sao những ngày chống Mỹ, Sơn Đông không ngừng đổi thịt thay ra. Trong bữa ăn dù còn phần ngô sắn, mà tấm lòng chung thủy chẳng vôi pha. Kỷ niệm tháng 9 1971, cô giáo trẻ. Và bài thơ sau đây thì tôi viết. Em là cô giáo Sơn Đông, xưa em là cô giáo làng, quần thâm áo trắng mịn màng nhà quê. Chiếc cặp sách đôi dép lê, chiếc xe đạp cũ đường quê đã mòn. Trái tim sư phạm vẫn tròn, thương em trò nhỏ cô còn đam mê. Bốn mùa sớm tối đi về, đàn con lớp học bộn bề yêu thương. 30 năm lẻ đến trường, vẫn nhớ cây phượng, vẫn thương học trò. Tình em là cô lái đò, đưa bao nhiêu khách học trò qua sông. Bây giờ ngoảnh lại mà trông, bao nhiêu khách đã thành ông thành bà. Công tác thành đạt khắp gần lại xa, khắp xa lại gần. Riêng em là cô giáo già, tuổi cao, giờ cũng có bà, có ông. Bao giờ cạn nước dòng Lô, tình em cô giáo vẫn không nhạt nhòa. Kính thưa quý thầy cô, tình cảm của quý thầy cô dành cho chúng em có thể nói không bao giờ hết. Và mỗi một lời thầy cô dành cho chúng em sẽ khắc ghi sâu trong trái tim mình, sẽ cố gắng để trưởng thành hơn nữa, để xứng đáng với lòng tin yêu của thầy quý thầy cô. Và trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, chúng em cũng rất là chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý thầy cô đã đến động viên chia sẻ chúng em. Trong đó quý thầy cô cũng có rất nhiều quý thầy cô nhã ý gửi cho ban tổ chức chúng em một chút quà để làm kỷ niệm trong buổi ngày hôm nay. Chúng em xin ghi nhận tấm lòng của quý thầy cô. Tuy nhiên rằng chúng em cũng xin quý thầy cô thông cảm. Chúng em là những học trò cũng đã 30 năm rồi chúng em mới có một dịp để tri ân quý thầy cô. Và đây sẽ là cái dấu ấn là kỷ niệm ban đầu. Hy vọng rằng tới đây chúng em sẽ cố gắng kết nối không chỉ với những bạn ở đây và những bạn chưa có dịp ở đây. Sẽ có một dịp nào đó chúng em sẽ lại trở về với mái trường, trở về với quý thầy cô để tiếp tục là học trò thân yêu dưới con mắt của thầy cô. Và xin cảm ơn tấm lòng tình cảm của thầy cô. Buổi lễ tri ân của chúng ta ngày hôm nay và đến đây là kết thúc. Xin kính mời quý thầy cô ở lại dùng bữa cơm trưa cùng với chúng em phía nhà ăn. Xin mời các bạn
sinh chúng ta cùng với quý thầy cô di chuyển qua khuôn viên phía Nam. Xin chân thành cảm ơn.